Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2016, ba nhà khoa học là cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow Bauman đã tới tham quan Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại địa chỉ số 26, phố Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội. Ba nhà khoa học bao gồm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó ban Cơ khí Chính phủ, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Minh, nguyên phân viện trưởng Phân viện Thiết kế Công trình Công nghiệp, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Giảng, nguyên Phó chủ nhiệm khoa chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mặc dù đảm nhiệm những cương vị công tác khác nhau, nhưng họ đều là những nhà khoa học được đào tạo dưới mái trường Bauman mà trung tâm đã và đang tiến hành nghiên cứu, sưu tầm tư liệu vật. Các nhà khoa học đã được nghiên cứu viên đưa đi tham quan hệ thống kho bảo quản tài liệu vật, phòng trưng bày chuyên đề khát vọng học hỏi và sáng tạo. Bên cạnh đó, họ cùng nhau ôn lại những câu chuyện kỷ niệm trong thời gian học tập tại trường Bauman, một ngôi trường có bề dày lịch sử truyền thống và là một cơ sở đào tạo hàng đầu của nước Nga về khoa học kỹ thuật. Sau khi tham quan trung tâm và được tận mắt nhìn thấy những tài liệu hiện vật của mình được bảo quản ở đây, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Minh chia sẻ. Chúng tôi đến đây để tham quan những cái công việc mà trung tâm đã làm. Thì phải nói thực lòng là lúc đầu ấy thì cũng chưa hiểu lắm. Cho nên cũng có những cái phần nào đấy dè dặt. Nhưng mà sau quá trình làm việc của với các cái bạn cộng tác viên, ví dụ như bạn Khôi này, về Hạnh này, thì càng ngày càng hiểu thêm về trung tâm và đồng thời là cũng muốn rằng là cũng có một cái gì đấy thì đóng góp cho cái việc cái những thực hiện những cái ý đồ của trung tâm để đạt được cái mục đích tối, và đồng thời thì cũng phải nói nhờ có trung tâm mà mình phải nói là được giữ lại những cái có thể nói là những cái vật tương đối quý của mình, chứ nếu không thì nói chung nó cũng rơi vãi đi, nó cũng phí đi. Mà cái đấy không phải để riêng cho mình đâu, nhưng mà cái đấy có thể là giúp ích được cho đời một tí nào, một cái hạt cát nào cũng đã là phấn khởi lắm rồi. Hôm nay tôi rất vui mừng và thật sự xúc động được lên thăm trung tâm và được thăm xem các cái hiện vật của và các cái tài liệu của các nhà khoa học đã gửi tặng trung tâm và được trung tâm bảo quản và sắp xếp rất là khoa học. Chúng tôi rất xúc động bởi vì những cái tài liệu và những cái tư liệu, những cái ảnh chụp đó là những cái kỷ niệm đối với từng cá nhân nhỏ bé, nhưng mà nay đã được trung tâm lưu giữ để truyền lại cho tất cả, cho xã hội về sau này, thì không có cái gì vui sướng bằng. Bởi vì nếu không có được cái tổ chức của trung tâm thì những cái di sản ấy, những tư liệu ấy nó sẽ bị mai một đi. Mặc dù nó đối với từng cá nhân hay đối với xã hội thì nó là một cái gì rất nhỏ bé thôi, nhưng mà để nó thất lạc đi thì cũng là một sự phí phạm đối với lại đất nước. Mà trước đây thì lúc bắt đầu làm việc với trung tâm cách đây 3 năm thì cũng còn có một chút nghi ngại. Thế nay được xem tận mắt và được gặp gỡ trực tiếp với lại các bạn ở trong trung tâm giới thiệu và tổ chức giải thích tất cả thì chúng tôi thấy là rất là yên tâm. Hy vọng trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà khoa học và của toàn xã hội.